chào các bác. Hà Nội đang nhiệt độ đang là 12 độ các bạn, nhưng mà nó có mưa ấy, lạnh lắm, rét buốt lắm, đi ngoài đường thì gọi là không dễ dàng gì đâu các bạn, rét cóng hẳn luôn. Đấy, đang rất là run rẩy đây. Đấy, thì có cái cây si này, chả có cái cây gì mới các bạn, cắt mấy cái cây cũ thôi, vẫn mưa gió chả ngại ra ngoài vườn lắm. Thì có cái cây này nó trong cái chỗ khô khô thì lôi ra làm cho đỡ buồn. Đợt ngồi không buồn lắm các bác, ngồi không buồn lắm, nghiện cũng phải nói chuyện với các bác dễ chịu được. Đấy, thì nó cũng chả có gì xuất sắc lắm, nhưng mà chơi cũng được, có việc làm và mình tỉa nó vui đúng không bác. Giờ làm tí để các bác xem cho nó đỡ buồn luôn nhé, mưa gió quá nhá. Nhớ thì khoe nước cả con này thì ngày xưa làm bụng đỡ thì cũng các bác có biết đấy, nhưng mà chắc các bác chưa hình dung ra là nó bây giờ nó như nào. Thì đấy, bây giờ nó đây, em mới lọc mầm được một thời gian, trước nó tùm lắm, đúng rồi, mùa rét mà. Đấy, nó hơi bẩn chứ đánh cái da đi nó đen nhìn đẹp lắm. Tí nữa cho bác xem, tí xem giờ làm tỉa cái kia cái đấy. Mưa gió này chỉ có làm mùi lộc nồi đi ba chén rượu ngồi sướng các bác, lọ mọ này làm gì đâu. Em quái đấy, nhưng mà rượu không uống được. Các bác nào mà có nhậu nhẹt thì gọi em đi thôi nhá, đang rất là buồn này. Lao lao với bác tí. Không có cây mới, đi mua không mua được, giờ mua cây đẹp khó lắm. Cây đẹp khó lắm các bác, đắt lắm. Cây đẹp thì vào toàn vào tay, nhà người có điều kiện lấy ra được. Toàn vào tay thì có điều kiện đó thôi. Chơi dân dã lều phèo thì khó lắm.
Có cái bàn xoay quên mất không, không sử dụng. Hơi theo lưỡi cổ một chút các bạn, xì hơi theo lưỡi cổ một chút. Đấy. Thì cũng chia sẻ là một số các bác cứ bảo là bị mua nhầm cây, chán nản, chán cây ấy, thì cố gắng vượt qua giai đoạn đấy, và khi mà đã nhận được ra điều đấy rồi thì mình đã lên một tầm mới rồi, và cố gắng làm những cái tác phẩm mình mà mình cảm thấy chán nó đẹp lên, thì lúc đấy nó lại có cái những niềm vui mới các bác. Vì tiền nào của nấy rồi, đúng không bác? Đấy. Đấy. Trong tích tắc là tỉa xong, vì nó không có cái gì là bên này cũng phức tạp lắm, vì tay tá nó có rồi, dáng thế nó có rồi, mình chỉ tỉa cho nó gọn gàng lại thôi. Gọn gàng lại thôi các bạn. Đấy, thì sơ bộ nó như thế này. Một cây phong cách lối cổ, hơi già, già, ôm đá cũng lâu năm rồi. Ôm hòn đá này cũng được, chậu của nó thì được rồi, chậu đẹp rồi, gọi là cũng hợp rồi. Đấy, bệ rễ rất ok, bệ rễ các bác nhé. Đấy, tiếp theo là đến phần thân, có tuổi rồi các bác nhé, xì này cũng già đấy, theo lưỡi cổ là hợp đấy. Đấy, rất là nghệ thuật khi mà cái tay này nó buông xuống thêm một chút nữa, xuống đến cái gần chạm đầu tiểu đồng này thì la đà ở đây thì khá là hay. Tất nhiên đấy, nó không phải là siêu phẩm nhưng mà nó chơi nó cũng khá là vui, chứ tiền nào cũng lấy các bác, tiền nào cũng lấy. Bệ rễ ổn. Rồi ok các bác. Xong con này để sang đến cụ kia quay nốt trong một video các bác nhé. Báo cáo là cụ thứ hai đây. Cụ này thì hoành tráng lắm. Cũng đã quay cái video là đục đẽo cụ là quay các bác rồi, bây giờ nó là như này. Đáng lẽ là mầm nó phải bằng cái tô vít này rồi, nhưng mà đúng cái lúc rét các bạn. Đấy, bây giờ nó cũng chậm,
chậm, xì búp đỏ các bác nhé, xì búp đỏ, từ nãy cũng búp đỏ đấy các bác nhé. Đấy, hơi bị dẹp tí, chả chịu phun thuốc gì cả. À, đầu tiên là cái chiều cao con này, thì người trước nó cao lắm, có cái thân giữa này nó cao lắm, nhưng mà cắt đi làm con ba vai, làm ba vai. Con này thì sau này còn cắt thêm cho nó to thêm một chút cho nó xứng, nhưng mà hiện tại đang kiểu ba vai. Và cốt thật của nó rất là vững chãi và tốt, chứ không phải là cốt vách các bác nhé, cốt thật luôn ấy. Đấy thì nó là một tc búp đỏ và về cũng phải sửa rất là nhiều. Đấy, trước nó khá thô, tất nhiên là đục đẽo thì hơi đau, nhưng mà sau này cũng có tương lai. Đấy, ngoài của nó gần là cái tô vít này, trên thì bằng cái tô vít cao cũng tầm đấy, cao cũng tầm này, tầm cái tô vít. Đấy, tiền là bệ dễ thì cho anh, nó mưa nó bẩn nặng vất vả lắm mới nhấc lên trên các bạn, nặng lắm. Bệ dễ thì cây này thì tứ diện nó đều đẹp cả. Hôm trước có một cái buông ngày xưa để nuôi, buông từ đây xuống cũng to to cỡ này, nhưng nó bỏ đi rồi, bỏ này thì nó hơi thô hơi trướng. Dưới này nó có chân trước nó đầy đủ các bạn, nhưng mà đang bị đất nó lấp, đất nó rất là bẩn, đánh nó đi thì da nó đỏ sạch đẹp rồi. Đầu tiên là bệ trước đi, bệ trước đi. Đấy. Đấy, chân trước bệt lên lên đầy đủ cả đấy, này các bạn, đấy, vùi dưới đất đấy, chỗ này hở rồi. Đấy, tiếp theo lên phần thân này, đây là một mặt, đấy, một mặt. Như, nó như một cái tam diện các bác. Ngày xưa học toán có cái hình tam diện. Đấy, hình là không gian. Tam diện. Đây, ba vai và tam diện. Mặt này thì có vẻ là hay ho nhất, sâu. Ngoài trái, nhìn được cả ba vai. Đấy, thì là mặt sâu kê nhất. Đấy, nó mặt hồ kê. Đấy, con này có cái chân cùi rất là tốt. Đây, mặt này cũng được. Đây là mặt thứ ba của cái tam diện các bạn ạ. Đấy, cút kia còn đang nuôi, mới rồi nó ấm thì nó lại nhú được một tí, bây giờ lại rét, lại chậm. Hôm nào thì cọ đánh bàn chải đàng hoàng khoe các bác, chứ bây giờ nó khó nhìn lắm, khó nhìn lắm. Đấy, ở trên nhớ nhé. Đấy, trên các bác sẽ thấy là ba vai. Mình chỉ trên xuống. Hôm trước còn là em lọc khoảng nhiều mầm lắm, chứ không bây giờ không nhìn thấy gì được. Đó. Rất hoành tráng các bạn. Xì búp hồng hay còn gọi là búp đỏ cũng được, búp hồng đúng. Hồng hồng nó không được đỏ lắm, nhưng mà lúc mà cái lộc nó ở chính thân to ra thì nó sẽ rất là đỏ. Đó. Đó. Đây, mặt này nhìn cho dễ đi, mặt này nhìn cho dễ, đi trên xuống hoành tráng lắm. Ngấm nước này tôi vất vả lắm, nó nhấc ở lên trên này nặng lắm các bạn. Tất nhiên nó cũng do đất với cái chợ xi măng, nhưng mà cây nó cũng nặng. Đấy, ngày trước đã rất đục, bỏ cái thân ở giữa đây và hạ thấp cái thân cao này. Đấy, cắt cút những cái thân kia. Cái cút ngày xưa nó cứ lằng ngoằng, nó cứ run dế lằng ngoằng cắt đi. Đây, vai thứ nhất kia, thấp nhất. Đấy, thứ hai. Đấy, đến cái vai cao nhất là thứ ba. Đấy, giật ngọn ở đây, đây có những ngọn giả ở đây. Đại loại nó như một xoáy cho nó, cái cho nó lên có các tầng. Đó. Cái này thì sau có thể làm làng cũng được, đua những cái tay này ra không được thì dễ buông xuống, làm làng khá là ổn. Làng tất nhiên phải đến mùa hè thì nó mùa mưa mùa hè nó dễ buông đi dễ xuống và sơ tán khỏe.
là một cây rất là đáng yêu ấy. Đấy. À, quay vậy không là quay nốt, không là quay nốt các bác. Bây giờ quay thế bây giờ chưa nhìn thấy, là cắt lại quay tiếp các bác. Rồi, cảm ơn các bác nhé. À, đi ngủ đi.